Xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tính giá nhà cấp 4 với diện tích sàn 120m². Nhà này dùng móng đơn tính 20% diện tích sàn trệt. Sàn trệt tính 100%. Mái tôn tính 30% diện tích mái. Diện tích mái thái nên tra nhân hệ số mái nghiêng là 1.5. Nếu mái tôn bằng thì hệ số là 1. Bây giờ chúng ta đi tính diện tích chi tiết từng sàn. Nhà này có chiều rộng 8m, chiều dài 15m, tổng là 120m². Vậy móng đơn 120m² nhân 20% là 24m². Sàn trệt 120m² nhân 100% là 120m². Mái tôn có chiều rộng 8m, chiều dài 15m. Vậy tổng là 120m² nhân hệ số nghiêng là 1.5 nhân 20% là 54m². Vậy tổng số mét vuông xây dựng của căn nhà này là 198m² nhân 5 triệu bằng 990 triệu đồng. Những nhà có cùng quy mô nhưng khác diện tích, các bạn có thể tính diện tích và nhân với phần trăm mình đã trình bày. Nếu các bạn cần hỗ trợ tính chi phí nhà thì để lại comment phía dưới, mình sẽ giải đáp. Cảm ơn các bạn đã xem video.